Chúng ta sẽ có một vòng rưỡi, không phải gần một vòng rưỡi sự kiện anh em ạ. Đó, đây rồi rồi, mở thôi mở thôi. Đầu tiên chắc là mình sẽ mở mấy cái gói cầu thủ trước đi. Mở cái cầu thủ trước đi, mình không muốn mở BP đầu tiên đâu. Uầy, hôm qua mở cho anh Hải thì nhìn trông nó chán đời lắm, còn hôm nay mở cho Bình không biết như thế nào đây. 34 gói Jack đầu tiên. Nào 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 nào. Không có lửa nha, không có pháo hoa luôn, đừng nói lửa. 10 gói đầu tiên không có pháo hoa luôn. Đừng nói với tôi là có lửa gì hết. Uầy. Ôi 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 ôi. Ê. ST. Ui. Dốc bàn. 117. 8. Ui trời ơi. Đây 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 đây. Bú 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 tên đầu tiên. Mới chỉ 20 gói đầu tiên có ngay một con 117. Được 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 được. Ui mệt quá. Mệt mày có rác này quá. Ui lại lửa. Ăn. Ăn RB. Giết dêm. Giết sân dêm. Cộng 8. Cáp E21 EMBS bắt tu bắt FALOL. Gì đây gì đây gì đây? Lửa FA. Ui ui Ester, Ester. Ui, chụp vào Martin. Chụp vào Martin rồi. Ui giời ơi. Sao lại tô cho cộng 7 thôi vậy? 32 gói tiếp theo. 32 gói tiếp theo. Lửa. Hà Lan CF, Hà Lan GK, Van der Sar. Bộ lại cộng 7 à? Sao cứ cho người ta cộng 7 hoài vậy? Sao cứ cho người ta cộng 7 hoài vậy ta? Khó hiểu quá à. Cho cộng 8 đi trời. Hà Lan GK tiếp. Ui ôi, có duyên với Van der Sar quá nhở. Thật sự là hơi bị... À, Silicen à. Silicen à. Cứ tưởng lại Van der Sar. Hôm nay có duyên với cờ Hà Lan đấy nhở. Có khi nào tí... Tí lại mở gói mở lần nữa ra cờ Hà Lan xong rồi CF không trời? Có khi nào như vậy không trời? Bởi ra Zin ST. LB là Alex Telles không? Alex Telles đi. Lại cộng 7. Lại cộng 7. Gì đây? Mùa bắt tu bắt là ngon nha. Bắt tu bắt. Tây Ban Nha. LB. Dốc đi ăn 3 119 thì ngon, còn lại thì cùi. Sao cứ cho cộng 7 hoài vậy trời? Ơi là trời. Nhìn biết ba tem luôn. Chỉ có bắt tu bắt nó mới ngon thôi. Đức. Đức CF. Ricken. Không bao giờ ra Muller được. Ricken. Tôi biết ngay. Tôi biết ngay. Nhưng mà 117 nha. 117 ngon. Ngon 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 đấy. Ngon đấy ngon đấy. Tôi đem đến cho anh em. Cái gói đầu tiên sẽ là gói Totion. Totion thì chắc là mở hai gói thôi chứ không gì không ra gì ngon đâu. Totion mở hai gói một lần luôn. Bờ ra Zin Pháp. Pháp CF CB. Pháp CB là Saliba 117 200 tỷ cũng được. Bú bú nha. 117 là ngon. FA cộng 8 98. Có thể chỉ cần ra cờ với lại vị trí chắc tôi biết ra con gì rồi. Ê. Ui Argentina CM CB Marcos Rojo 113. Nope. Đi đâu? Bây giờ ra ra thêm được cái con gì nhỉ? Bây giờ ra thêm con nào đấy 113 nữa. Hà Lan. Hà Lan à? Ui, cái cờ gì vậy? Ủa, cái cờ đấy là cái cờ gì ấy mọi người? Cái cờ gì vậy? Nope. Ui. Cái cờ này nhìn lạ nhá, thật sự luôn cái cờ này nhìn hơi lạ đấy. Bắt tu bắt 99. Bắt tu bắt 99. Đây rồi. Lửa Pháp, Pháp CB à, Pháp CDM. Ai vậy, Kankute à. Ui, 116. Bú, gói này 116 được nha. À, cờ đấy là cờ Kenza, được rồi, bú, 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 view ra là ngon nha, 119 được đấy. Anh em đang xem cho nhớ cho mình xin một like nhé, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một sub nữa càng tốt. Đây, gói 99 tiếp theo đi, thêm một gói 99 nữa đi. Ai đây, ai đây, ai đây, ai đây, ai đây. Tây Ban Nha, RW, RW là ai vậy? Dở vậy. Ê, cái gói này mà ra 24 tô vị xịn thì bùng nổ luôn. Không cần biết là con nào nhưng mà 24 tô vị xịn là bùng nổ. Rồi không phải rồi, không phải rồi. Tờ Châu, Châu Armeni. Châu Armeni 117 cũng được, cũng được, cũng được, không min là được rồi. Không min, không min rồi. Không min rồi anh em ạ. Đây, tới với gói 23NG đi. Tôi đem về.
một con hàng trẻ chất lượng nhất trong cái gói NG này. Ui, thôi. Dương sẽ gầy đã đến chơi với con chó. Pitbull của mình đã donate cho Phúc Zola 10.000 đồng. Dương sẽ gầy đã đến chơi với con chó. Pitbull của mình hi phắc. Kiểu gì cũng tới, tôi biết ngay. Kiểu gì cũng tới, riêng ai riêng con vợ Dương sẽ gầy này donate. Là như vậy thôi, chỉ có như vậy để nói với nhau thôi mà. Chỉ có những cái từ ngữ như thế thôi. Tôi đem con hàng 23NG chất lượng nhất. Đừng nhé, đừng cho cầm ý, đừng. Ui, Thụy Sĩ à, Thụy Sĩ CAM à. Con gì đấy, không biết rồi. 110, ui nó cũng thế mà. Bắt tù bắt SPL, LN. Gói này chỉ cần ra LN là ngon. Chỉ cần ra cái mùa LN thôi là tôi thấy ngon rồi. Pháp ST. JJG. Ui dồi ôi. Bú, một gói 100 ra Mbappé. Bú. Ui. Ngon nha. Gói 100 ra Mbappé 600 tỷ. Bú. Lên thuyền, ra khơi. Ai đây? Ronaldo là một món quà. Ui, Tây Ban Nha rồi, Tây Ban Nha CDM. Ui, bút quét à? Bút quét 118 nha. Cũng được. Ui, Xabi Alonso, được nha, 118. Bú nha, Xabi Alonso là bú đấy. Ngon. Để thủ môn lên trên là không bao giờ ra thủ môn. Đó. Để thủ môn lên trên. Rồi. Ê, ăn nè, ăn RM, ui. Ê, rồi, 121. Ui, Müller. Ôi, rồi, ui. Vừa trúng jackpot, vừa mở ngay hàng hot. Ui, giời ơi. 900 tỷ. Bố. Được quá nhờ. Được quá, trời ơi. Cứ ra LN là ngon. LN bắt tôi bắt rồi. Antina, ZW. À, Di Maria. Quên mất. Ngoài bắt tôi bắt là có 2 ZW, một là Di Maria, hai là Messi. Mà cái gói này ấy chỉ có ra được Di Maria thôi, gói này không bao giờ ra được Messi. Tôi biết thề. Dễ gì mà gạt giò tôi. Mấy con gà này. Đấy, gà rán dạo này là khó gạt giò tôi lắm. Đã khẳng định luôn là không bao giờ gạt giò tôi được. Đó. Gà rán dạo này không bao giờ gạt giò tôi được. Nói luôn. Bắt tô bắt LOLFA 103. Lên tuyển đi. Ai đây? Mùa FA. À, mùa LOL. Argentina. CB. Romero à? Chuyết tàn Romero à? 119 đúng không? Ui, không phải là Romero. Romero 120 hay sao á? Ê, Romero tặng 120 luôn á. Ui, ra cộng 8 là ngon. Cộng 8. Đừng ra cờ ý nhá, đừng cờ ý. Ý. Đức CB. Ui, nhưng mà nó là cộng 8, được chưa? Nhưng mà nó là cộng 8. Bú. 567 tỷ. Ok là. Chỉ cần ra Icon The Moment là bú hết cái sự kiện. Đó, ăn hết tiền Galena luôn. Cờ trắng. Ui, SPL. SPL ra mấy con hàng cùi không à? Batsuji hả? Hay là con gì ở đây vậy? Lukaku à? 600 tỷ à? Con này được không vậy? Lukaku à? Được không? 600 tỷ được không? 600 tỷ được không? Hàng MU. Lukaku. Hàng Mân Đàn. Tạm mà, chỉ là tạm thôi à. Gói LR 103. Lên huyền. Ai đây. Dạ, em cảm ơn anh Thái ạ. À. Em cảm ơn anh nhiều ạ. À. Ôi, em lỡ lấy cái ảnh này mất tiêu rồi. Anh Thái ơi, em lỡ lấy ảnh này mất tiêu rồi. Đâu rồi nhờ? Cái đôi chân. Anh là một thằng nhóc chân anh không mang giày. Ê, cái chân nó hơi ngâm, cái da nó hơi ngâm nha. Cái da này hơi ngâm nha. Cái da này nó hơi ngâm. Lửa hơi bị to nha.
Đừng, đừng nói khó lơ. Ui, tốc độ sao có 111 thôi vậy? Tốc độ 111, dây bóng 110. À, không, chỉ số này không phải của Pion đâu. Chuyền 112, thể lực 121. Sao nó quen quá vậy? Holler. Sút 104, 121, 121. Fernando Hierro. Ui giời ơi. Trời ơi, Fernando Hierro. Bao nhiêu tỷ vậy? Nhìn trông nó chán thế nhờ. 800 tỷ. Ôi giời ơi. Tới với những cái thẻ BP đi. BP này cũng nhiều đấy. BP chưa mở. Đây, 1 tỷ 3. Để xem mở BP ra được bao nhiêu đã. Tôi biết ngay. Được rồi. Nó sẽ là 6.500 tỷ và 3.300 tỷ BB trắng. Vậy là gần được 10.000 tỷ ông trời. 6.500 với lại 3.500 mới được 10.000. Thì chắc là mở thêm tí Z là được 10.000 đấy. Một vòng sự kiện này hơn một vòng sự kiện 10.000 tỷ ấy. Mà cái này mình trúng jackpot nữa cơ. Mình trúng jackpot nữa. Đó, cái vấn đề nó quan trọng là ở đấy đấy.